Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, mô hình trường học hạnh phúc được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Căng Chải triển khai ở 11 trên 37 trường. Để thực hiện hiệu quả mô hình, các trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, trong đó có các tiêu chí về môi trường, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Giờ học môn mỹ thuật, các em học sinh lớp 6C trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Mường Chảy được thầy giáo cho ra sân trường để thực hiện bài tập với chủ đề biểu cảm của sắc màu, tranh in hòa đá. Với tiết ngày hôm nay thì thầy sẽ cho các bạn sẽ đi ra ngoài, chúng ta đến với cái hoạt động 3 là chúng ta sẽ tạo được một bức tranh in từ hoa và lá, được chưa? Ngoài những cái chất liệu vật liệu như là hoa và lá ra thì các em có thể sử dụng các chất liệu khác. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta ở trên các cái cù có những chiếc lông gà, được chưa? Chúng ta có thể sử dụng những cái tạo hình có những chiếc lông gà như này, chúng ta có thể là in lên với cái bài vẽ của mình. Tiết học không còn là hình thức dạy dập khuôn bám theo hình mẫu trong sách, mà là một không gian học tập đầy sáng tạo ngoài sân trường. Sau khi nghe thầy giáo hướng dẫn, các em học sinh tự tìm những bông hoa, chiếc lá thích hợp để hoàn thành bài tập. Em ra ngoài sân này được học tiếp mỹ rồi, em cảm thấy rất là vui ạ. Và em cảm thấy rất là sảng khoái khi được vẽ mấy cái tranh in hoa lá này ạ. Với đặc thù là trường đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, các em học tập và sinh hoạt tại trường, nên các thầy cô giáo nhà trường luôn dành sự quan tâm chăm sóc, yêu thương học sinh, chú trọng lồng ghép trong các hoạt động học tập văn hóa văn nghệ thể thao và cả từng bữa ăn giấc ngủ. Bằng những hoạt động thiết thực gắn kết giáo viên học sinh với nhà trường, các thầy cô đang tạo môi trường học đường thực sự hạnh phúc, làm cho học sinh muốn được đến lớp mỗi ngày. Nhà trường cũng chỉ đạo là đổi mới các cái hình thức, đổi mới cái phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, làm sao là các đảm bảo là đánh giá các cháu học sinh là dựa trên năng lực của các cháu học sinh. Hai nữa là nhà trường cũng chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để các cháu học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, để các cháu học sinh cũng được là phát huy được các cái khả năng, năng lực. Đây là giờ thể dục giữa giờ của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha. Một tuần 3 lần, học sinh của nhà trường được giáo dục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động múa khăn, múa khèn. Đây là một trong những hoạt động được nhà trường quan tâm để xây dựng trường học hạnh phúc. Ngoài những giờ học chính khóa thì nhà trường đã tổ chức cho các em tham gia các hoạt động tập thể, múa hát tập thể, sinh hoạt bán trú, tổ chức các chương trình ngoại khóa như là giáo dục giới tính, hùng biện tiếng Anh, tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ văn học dân gian. Nhờ các hoạt động này mà các em thấy yêu trường, mến lớp, cô trò thêm gần gũi hơn. Với ý nghĩa xây dựng trường học hạnh phúc nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc và tâm lý thoải mái vui vẻ cho học sinh khi đến trường, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, các tiêu chí về môi trường, tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Nhà trường cũng đã chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, kỹ năng sống, bồi đắp đức trí thể mỹ, gắn với giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới xây dựng con người Mù Căng Chải nói chung và con người Chế Cu Nha nói riêng, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập ngay từ trong nhà trường. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường, đối với lại các thầy cô giáo chủ nhiệm, thực hiện cái công tác tuyên truyền đến học sinh được đến trường, cái mục đích của việc học tập, được vui chơi. Và các em đến đây thì nhà trường cũng tổ chức cái hình thức các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, những cái nhóm múa khèn, rồi những cái nhóm múa khăn, rồi những cái nhóm giữ gìn cái nét văn hóa, cái bản sắc của dân tộc đồng bào Mông huyện Mường Chải. Năm học 2021-2022, mô hình trường học hạnh phúc được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Chải triển khai ở 11 trên 37 đơn vị trường học. Việc triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đang tạo những chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động từ cán bộ quản lý đến giáo viên, nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.
Chúng tôi cũng xác định là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là cái yếu tố nòng cốt để tạo nên cái môi trường hạnh phúc tại các đơn vị trường. Bởi vì là chúng ta vẫn luôn xác định, vẫn luôn coi rằng là không đâu bằng hạnh phúc bằng được sống ở trong gia đình của mình. Thế thì với cái ý thức trách nhiệm, cái tâm huyết, cái yêu nghề mến trẻ của đội ngũ thì sẽ tạo nên một cái ngôi trường hạnh phúc. Và chúng tôi luôn hướng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên phải coi trường học là nhà, đồng nghiệp là anh em và học sinh là con em mình. Có như vậy thì mới gắn bó, yêu thương, chăm sóc, giáo dục cũng như là sẻ chia và góp phần cái góp công, góp sức của mình để xây dựng cái môi trường hạnh phúc. Xây dựng trường học hạnh phúc là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo huyện Mù Căng Chải trong năm học 2021-2022 và những năm học tiếp theo. Đòi hỏi cán bộ quản lý thay đổi, thầy cô học sinh thay đổi vì một trường học hạnh phúc, để mỗi học sinh vùng cao Mù Căng Chải được phát triển toàn diện trong một môi trường học tập an toàn và nhiều yêu thương.